Chậm chậm từ từ để cô bác anh chị ngắm nhìn cái những cái ánh đèn lung linh của nhà thờ Tân Định. Wow, rất là đẹp. Một phút thinh lặng, cô bác anh chị ngắm những cái khung cảnh đèn ở đây. Ngày 23-24 mà vào đây là hầu như không có quay được các bác anh chị, tại vì giáo sư Tân Định biểu diễn văn nghệ rất là lớn. Dạ hello, Sài Gòn hôm nay xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Một buổi tối của Sài Gòn và em đang đứng ngay góc ngã tư giữa con đường Hiền Vương và con đường Hai Bà Trưng. Theo hướng Hiền Vương này, cô bác anh chị sẽ đi về vòng xoay Dân Chủ, còn con đường Hai Bà Trưng hướng xe đang chạy về từ bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh. Tối hôm nay thì em đưa cô bác anh chị về xem lại ngôi thánh đường giáo xứ Tân Định vào những cái ngày cận kề Noel. Năm nay thì em đi chia sẻ xóm đạo Noel khá là nhiều, nhưng mà thật là thiếu sót nếu như chúng ta không có ghé về nhà thờ Tân Định. Thì trong một buổi tối trời gió rất là lớn cô bác anh chị, tại vì hôm nay có một cái cơn bão đang chuẩn bị đổ bộ vào ở khu vực miền Tây, cho nên là Sài Gòn mình cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Và cô bác anh chị thấy hiện tại bây giờ là 6:30 tối, xe cộ đang rất là đông. Càng về ngày cuối, những cái ngày cận Noel thì xe cộ càng lúc càng đông cô bác anh chị. Và hôm nay là ngày 21 tháng 12 rồi, chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là tới Noel. Rồi, trước khi đi chúc cô bác anh chị một buổi tối an lành, ấm áp trong những cái ngày cận Giáng sinh. Bây giờ em sẽ đưa cô bác đi theo con đường Hai Bà Trưng hướng này. Chúng ta sẽ đi về nhà thờ Tân Định, cùng với đó là chúng ta lang thang những cái cung đường quen thuộc ở khu vực Tân Định gửi đến quý cô bác anh chị xa gần trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, mời cô bác anh chị cùng lang thang với em trên tuyến đường này. Con đường Hai Bà Trưng này, theo hướng này chúng ta sẽ đi về cầu Kiệu và đi qua Phú Nhuận. Hướng này chúng ta là cầu Bông đi xuống đây cô bác anh chị. Dòng xe đang đậu trời đèn đỏ rất là đông luôn. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta đi cùng lang thang qua những cái căn nhà xưa ở khu vực Tân Định này ha. Rồi chúng ta sẽ tham quan nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định là một trong những ngôi thánh đường hàng năm tổ chức Giáng sinh rất là lớn. Lớn hầu như là bậc nhất Sài Gòn các bác anh chị, đặc biệt là cái đêm diện nguyện văn nghệ đó, đêm 24, 23 thường rất là đông và các ca sĩ về đây biểu diễn những cái tiết mục văn nghệ mừng cái đêm Giáng sinh. Chúng ta cùng nhìn lại cái khung cảnh ban đêm, ngã tư rất là quen thuộc với cô bác anh chị và các bạn. Xe đang rất là đông, đặc biệt là bây giờ bà con Sài Gòn mình bắt đầu đi chơi Giáng sinh, đi chụp hình, ngắm đèn. Xa xa thì cô bác anh chị cũng thấy những cái dây đèn từ trên tháp chuông nhà thờ Tân Định kéo xuống. Năm ngoái thì em có ghé về một lần ha, nhưng mà ghé chúng cái đêm 24, 23 cho nên là tổ chức văn nghệ rất là lớn, không có vào bên trong chia sẻ những cái khung cảnh được. Năm nay thì em đi vào tối 21 để có thể đi vào bên trong quay những cái ánh đèn lung linh gửi đến cho cô bác anh chị xa gần. Những cung đường ở đây rất là nhiều kỷ niệm cô bác anh chị. Đây là bưu điện của khu vực Tân Định. Bà con mình đang bán mấy con gấu bông. Mấy hôm nay thì trời se se lạnh. Các cái cửa hiệu thời trang ngày hôm nay thì giảm giá rất là nhiều của các anh chị ha.
Và trên khu vực đường Hai Bà Trưng, Tân Định này thì cũng còn có rất là nhiều khu nhà ảnh hưởng của dịch bệnh, cho tới hôm nay người ta vẫn chưa có cho thuê được. Đó, giống như là cái tòa nhà này. Rồi, các bạn anh chị thấy không? Đây là con hẻm 230. Chè 15k đó các bác anh chị. Đây, không khí Giáng sinh ở khu vực Tân Định. Bây giờ bắt đầu các bạn trẻ bắt đầu vào chụp hình check-in. Khu vực nhà thờ Tân Định là một trong những ngôi thánh đường thu hút rất là nhiều du khách, kể cả khách nước ngoài. Đó, các bạn trẻ chụp hình. Rồi, em đứng để chia sẻ cái khung cảnh cho các anh chị xem nha. Trời, đây là một cái ngôi nhà mà các anh chị thấy là bỏ hoang rất là lâu luôn rồi đó. Đó. Chậm chậm từ từ để cô bác anh chị ngắm nhìn cái những cái ánh đèn lung linh của nhà thờ Tân Định. Wow, rất là đẹp. Cô bác anh chị thấy toàn là nhà cho thuê nè. Đây rồi, đứng cái hướng này. Đây là trường Thiên Phước năm xưa cô bác anh chị. Các nữ sinh áo hồng, thiên thần áo hồng. Đây là trước cổng chính nằm trên đường Hai Bà Trưng. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ em sẽ đi qua bên kia đường nha. Rồi, chúng ta đi vào bên trong để nhìn những cái ánh đèn lung linh trong cái buổi tối ngày hôm nay. Đây là ngôi thánh đường mà có lẽ rất là nhiều cô bác anh chị đã từng đi lễ ở cái ngôi thánh đường này, và cũng đã xa nó khá là lâu rồi. Hôm nay thì nhân một cái dịp Giáng sinh trong một cái năm rất là nhiều biến động, thì em cùng mời cô bác anh chị đi về đây chúng ta tham quan. Rồi, mời anh chị đi qua đường. Chúng ta đi vào bên trong một tí của các anh chị nha. Xem một số cái hình ảnh đây nè. Wow, rất là đẹp luôn. Ở những cái cây được trang trí bằng các cái dây đèn cuốn xung quanh như vậy. Rất là nhiều bạn trẻ đang chụp hình, quay phim. Trời khá là gió của các anh chị. Ngôi nhà thờ có màu hồng rất là đặc trưng, đẹp. Xin được gửi đến những cái không khí Giáng sinh, những cái hình ảnh lung linh này đến quý cô bác anh chị ở xa, ở gần, những người đã từng lui tới đây đi lễ, hoặc là những cô bác anh chị chưa từng một lần tới, thì chúng ta cũng có thể xem những cái hình ảnh này. Giáng sinh sắp đến rồi. Ở đây là cái bức tường và cũng được nhà thờ gắn các cái đèn led. Đây cô bác anh chị, ở đây thì đài Đức Mẹ cũng cầu chúc cho bình an thế giới cho cô bác anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và vượt qua những khó khăn
trong cái mùa Giáng sinh này. Ở đây đang xây dựng một số cái hành lang đó, thì ở đây không vào được các anh chị ha. Chúng ta đi ra phía trước. Đây là một cái cây có trang trí đèn luôn, nhưng mà hôm nay chưa có bật lên nè. Có anh chị thấy là rất là nhiều bạn trẻ chụp hình đẹp quá. Rồi chúng ta đi ra phía bên kia nha, bên cái hang đá lớn. Ở nhà thờ Tân Định là em chưa có khi nào đi lễ ở đây của bác anh chị. Chưa có cơ hội đi lễ ở đây. Ở đây có giờ lễ đây cô bác anh chị. Đó. Lễ sáng, lễ chiều, ngày thường. Wow, rất là đẹp ha. Đó kia là những cái căn nhà phía trước đối diện nhà thờ Tân Định. Sáng và rất là đẹp. Em ấn tượng nhất ở nhà thờ Tân Định là cái buổi tối đêm diễn nguyện đó các bác anh chị. Làm nhạc rất là lớn, một cái đêm diễn nguyện rất là lớn luôn. Có các ca sĩ về đây hát. Đây là những cái thông Noel. Khu vực này là bán các cái đồ trang trí Noel các bác anh chị. Bây giờ thì các chú các bác vẫn đang giăng đèn, khẩn trương cho xong để sắp tới Giáng sinh rồi. Wow, lung linh luôn, đèn đẹp quá các bác anh chị. Rồi. Ở đây là cái sân khấu tối 23, 24. Là các cái ca đoàn rồi các ca sĩ sẽ về đây biểu diễn văn nghệ đó. Ở đây là những cái dàn âm thanh bây giờ bắt đầu người ta gắn rồi đó các bác anh chị. Rồi chúng ta đi gần vào đây nha. Đó, tượng Đức Chúa Giêsu giang tay và ở trên kia rất là nhiều đèn. Là sân khấu bằng gỗ. Người ta bọc lại những cái giấy báo, cái bao sơn cái màu giống như màu tường của ngày xưa các bác anh chị. Jerusalem, Bethlehem, các cái cục rơm này. Rồi qua đây xem những bức tượng rất là lớn nha. Đó. Wow, đẹp quá. Một phút thinh lặng, có bác anh chị ngắm những cái khung cảnh đèn ở đây. Ngày 23-24 mà vào đây là hầu như không có quay được các bác anh chị. Tại vì giáo xứ Tân Định biểu diễn văn nghệ rất là lớn. Một chút những cái khung cảnh quen thuộc. Đây thì có những đèn ngôi sao treo. Dàn giáo này là đang để tu bổ lại cái vách tường bên này của bác anh chị. Cũng chưa có xong. Phía bên sau này không biết có gì không. Chúng ta cùng đi lang thang một xíu nữa nhé. Đây, ở đây rất là gần khu vực hang đá phía sau này. Wow, đẹp. Ở ngoài những cái cảnh đẹp, đèn lung linh gửi đến của bác anh chị trong mùa Giáng sinh,
ở giáo xứ Tân Định nó còn như là một cái kỷ niệm mà em muốn gửi đến quý cô bác anh chị. Phía sau này thì không có trang trí nhiều, chỉ có một số đèn gắn xung quanh cái bức tường thôi. Rồi chúng ta đi ra ngoài, mời các bác anh chị theo chân em ra ngoài nha. Đêm 23, 24 thì chắc là em cũng không có ghé về được. Đó, cũng chuẩn bị thánh lễ bên cái giáo xứ mà em có tham gia ca đoàn đó các bác anh chị. Thành ra hôm nay tranh thủ về đây sớm nè. Giáo xứ Tân Định thì cũng vừa mới bật đèn trang trí một vài ngày đây thôi. Mấy hôm trước thì buổi tối chưa có bật đèn. Thành ra cũng khó để mà quay. Em chờ mấy hôm nay để đến ngày này quay chia sẻ cho cô bác anh chị đó. Không biết những cái khu xóm đạo xung quanh giáo xứ Tân Định thì có trang trí đèn hay không. Nói về những cái hang đá, những cái cây thông, những cái ngôi sao nhiều nhất ở Sài Gòn thì chúng ta qua nhà sách Đức Mẹ dòng Chúa Cứu Thế bên đường Kỳ Đồng của bác anh chị, rất là nhiều luôn. Phía trước này là đẹp nhất á, lung linh. Rồi, em xin phép đi ra phía trước cổng của bác anh chị nha. Như vậy là cũng hoàn thành được toàn cảnh giáo xứ Tân Định. Chỉ còn biểu diễn văn nghệ vào tối 23 và 24 thôi. Đó. Và xe cộ rất là đông. Tí xíu nữa sẽ còn đông hơn của bác anh chị. Người dân đổ về đây để chụp hình. Năm nay thì có bác anh chị thấy là hầu như không có du khách. Không có khách nước ngoài. Rất là vắng của bác anh chị ha. Chỉ có khách nước trong thôi. Đẹp ghê của bác anh chị ha. Cùng ngắm cảnh đẹp với em một chút xíu ở trước nhà thờ Tân Định. Sát bên là trường Thiên Phước. Bây giờ thì áo dài các em học sinh thì chủ yếu là màu trắng, hầu như không có màu khác của bác anh chị. Ngày xưa thì em thấy có rất là nhiều màu. Màu tím nè, màu hồng nè, đó, màu trắng nè. Cho nên là ngày xưa thì các bạn nữ học trường nào thì có màu áo đó ha. Bây giờ thì đa số áo dài các em học sinh 100% là màu trắng hết. Nên là cũng không có gì đặc biệt giữa các trường với nhau. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời rời nhà thờ Tân Định cô bác anh chị. Đó là những cái hình ảnh lung linh đêm Giáng sinh gần tới gửi đến cô bác anh chị. Bây giờ em sẽ rời nhà thờ Tân Định, chúng ta đi theo hướng này, ghé về một thăm lại một số những cái cung đường kỷ niệm ở trên đoạn đường Hai Bà Trưng này, như là chợ Tân Định này, trường Thiên Phước, rồi đây có đường Đinh Công Tráng cô bác anh chị. Đinh Công Tráng này thì ở dưới gần cuối đường Đinh Công Tráng thì có một ngôi trường, ngày hôm nay là trường Đuốc Sống. Năm xưa là trường Les Lauriers đó cô bác anh chị. Em đọc theo tiếng Việt nha. Chứ còn mà đọc tiếng Pháp thì em không rành. Cuối đường Đinh Công Tráng thì chúng ta sẽ có xin lỗi. Cuối đường Đinh Công Tráng thì chúng ta sẽ có con đường Thạch Thị Thanh. Năm xưa hình như là Lý Trần Quán. Thì đây là những là tiệm kính Hưng này, ngày xưa hình như là một cái trại hòm này cô bác anh chị. Đó, những cái khung cảnh năm xưa mà cô bác anh chị đã chia sẻ với lại Sài Gòn hôm nay. Rồi thì giờ trường Thiên Phước là đây.
ngày nay đó là trường trung học Hai Bà Trưng, trung học cơ sở Hai Bà Trưng. Bây giờ em cũng xin phép đi dọc theo con đường này, đường Hai Bà Trưng, phố Tân Định này thì thường lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng nhộn nhịp của ba anh chị đó. Từng cái con phố, từng cái vỉa hè, nó đều là một cái gì đó gắn bó với rất là nhiều cô bác anh chị và các bạn. Trong cái buổi tối ngày hôm nay gần Giáng sinh, xin phép được gửi đến những cái hình ảnh nhộn nhịp của vùng đất Hai Bà Trưng đến cô bác anh chị và các bạn. Mà sáng ghê cô bác anh chị ha, sáng cả một trời. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đi tới chợ Tân Định, cũng như là những cái dãy phố bán vải của khu vực Tân Định này. Thật là lung linh. Cũng rất là háo hức của các anh chị, sắp tới Noel rồi. Cái ngày mà rất là vui. Không biết là ở nơi cô bác anh chị sinh sống thì cái không khí Noel nó như thế nào. Em được biết trên một số tờ báo thì có một số vị khu vực, có một số nước thì bây giờ vẫn đang vật lộn với dịch bệnh và phải cách ly, thì chắc là không có Giáng sinh. Cho nên là em cũng cố gắng thu xếp quay những cái hình ảnh về Giáng sinh Sài Gòn gửi đến cô bác anh chị, như là một món quà Noel và một món quà năm mới gửi đến cô bác anh chị trong cái năm 2020 này. Phía trước đây là ngã ba con đường Nguyễn Hữu Cầu và con đường Hai Bà Trưng. Cô bác anh chị, khu vực này thì bán các đồ trang sức vàng bạc rất là nhiều. Đối diện bên kia cô bác anh chị nhìn thấy là ở đó có một quán xôi gà Tân Định rất là nổi tiếng cô bác anh chị, và rất là đông người mua, còn đặt ráp các cái ứng dụng công nghệ đó để giao tới tận nhà nữa. Em thì chưa bao giờ ăn ở đó nhưng mà thấy anh chị em Sài Gòn review rất là nhiều luôn. Rồi chúng ta sẽ đi lang thang trên cái đoạn đường Hai Bà Trưng này tới cầu Kiệu. Rất là nhiều cái cung đường kỷ niệm ở đây. Ở đây là các cái tiệm vàng, trang sức. Đi theo cái con đường Nguyễn Hữu Cầu này, chúng ta tới cái khu vực xóm cầu mới. Khu vực cuối đường là cầu Trần Khánh Dư, kênh Nhiêu Lộc. Để chúng ta đi, chúng ta nhìn qua bên kia là xóm Nước Đen, Phan Xích Long ngày hôm nay có bác anh chị. Khu vực chợ Tân Định về đêm ở đây thì có một quán cháo ếch Singapore rất là nổi tiếng khu vực Tân Định luôn. Tân Định có rất là nhiều món ăn ngon. Không biết thì cô bác anh chị có nhớ những cái món ăn nào khu vực Tân Định ngày xưa cho tới bây giờ không? Những cái dãy phố phía trước chợ Tân Định ở đây. Đây quán cháo ếch Singapore, thấy lửa bốc khói, đã không có bác anh chị? Đó. Rau, chợ Tân Định buổi tối thì đóng cửa, không có bán. Những cái dãy nhà phía trước chợ Tân Định, đây có bác anh chị vẫn bán vải ở phía dưới rất là nhiều, như ngày xưa tới bây giờ. Ngày nay thì bà con Sài Gòn mình cũng thường ra chợ Tân Định để mua vải về may. Năm xưa thì khu vực chợ Tân Định này thì nó là một cái chợ giống như dành cho nhà giàu vậy đó ha. Bây giờ thì ai cũng có thể mua sắm ở đây được bình thường. Ở đây còn có cơm tấm Tân Định đó cô bác anh chị. Có nhiều món ăn nổi tiếng khu vực này ngày hôm nay. Đây, cơm tấm Tân Định này, cơm tấm Dì Tám. Tối bắt đầu chợ Tân Định đóng cửa là bà con mình kéo xe ra buôn bán. Cô bác anh chị nhớ cái con đường bên mé tay trái này không? Con đường này ngày hôm nay nó là Trần Quốc Toạn. Năm xưa thì cô bác anh chị chia sẻ nó là đường Nguyễn Đình Chiệu đó. Và ở trên cái con đường này thì có trường Nam Trần Lục, trường Đồ Chiệu,
Rồi còn có trường Tân Định nữa các anh chị. Ngày hôm nay thì nó là trường Hoàng Diệu và trường Nguyễn Thái Sơn. Em nhớ không nhầm nó là như vậy. Xe cộ đang rất là đông. Ở khu vực bán hoa, trái cây. Buổi tối thì chợ Tân Định hình như là chị còn lại cái khu vực này là còn bán trái cây. Đây, bán quầy bán trái cây đây các anh chị. Chúng ta có thể vào đây mua. Đó, con đường Nguyễn Đình Chiểu năm xưa. Ngày hôm nay thì đầu đường này là quán cà phê Trung Nguyên. Đó. Xe đang rất là đông của các anh chị ha. Ngợp trời. Ngợp trời khu vực Tân Định. Còn đây là Tổng Y viện Tân Định. Y viện Tân Định. Tổng Y viện Cộng Hòa thì nó nằm ở bên Gò Vấp. Đây là Y viện Tân Định năm xưa. Ngày hôm nay nó là bệnh viện quận nhất của các anh chị. Đây, cơ sở vật chất của nó ngày hôm nay thì như vậy. Rất là đông xe luôn các anh chị thấy không? Gần càng về tối thì càng nhiều xe. Ở đây thì có một tiệm bánh mì Như Lan nè. Cũng bán luôn cả bánh trung thu, nó giống như là y chang như tiệm Như Lan ở Hồ Tùng Mậu của bác anh chị ở Võ Duy Nguy bên quận nhất trung tâm Sài Gòn. Cùng một trụ. Ở đối diện tiệm bánh Như Lan ở đây thì chúng ta có con đường Bà Lê Chân. Con đường Bà Lê Chân này thì chúng ta sẽ đi về Trần Quang Khải. Ở đó thì chúng ta trên đường này chúng ta sẽ đi tới con đường Mạ Lộ năm xưa nằm phía sau chợ Tân Định đó. Rồi chúng ta tiếp tục lang thang trên con đường Hai Bà Trưng. Cuối đường Hai Bà Trưng khúc này thì chúng ta có cái rạp Kinh Thành. Rạp chiếu phim năm xưa. Ngày nay thì nó là một cái nhà sách Fahasa. Tí nữa thì em cũng sẽ đứng lại cho các bác anh chị xem một chút xíu cái kỷ niệm trên cái rạp đó. Cháo sườn. Ở đây thì có một con hẻm. Chúng ta đi vào con hẻm 371 này. Đi xe trên cái chắn ngang mất tiêu rồi. Thì cuối con hẻm đó là cái cổng của trường Tân Định năm xưa của bác anh chị. Ngày hôm nay nó là trường Hai Bà Trưng đó. Hôm bữa em có chia sẻ một lần. Ở đây ngày hôm nay thì rất là nhiều cái tiệm thuốc. Thuốc Tây nè. Thuốc Tây người ta bán dày đặc luôn. Đó. Sáng trưng cả một bầu trời. Đó, nhà thuốc Long Châu đó các anh chị thấy không? Trời ơi, ngày hôm nay lớn lắm. Quá trời luôn. Trời, thời tiết bây giờ nó xe xe lạnh rất là đã của các anh chị. Đặc biệt là với những người thích thời tiết lạnh giống như em đây. Đây là hẻm 362 ha. Đó. 362 Hai Bà Trưng. Đây nè, nhà sách Pha Sa Tân Định ngày hôm nay ở năm xưa đây là một cái rạp của các anh chị nhớ không? Này giờ là cái nhà sách Pha Sa đó. Nhà thuốc quá trời nhà thuốc luôn nè. Rồi chúng ta đi tới đây thì tới ngã ba đường Trần Quang Khải và con đường Hai Bà Trưng thì chúng ta sẽ đi lên cầu Kiệu. Đó. Cứ mời các bác anh chị lang thang cùng với em, đồng hành với em. Các bác anh chị thấy xe đậu rất là nhiều. Xe ngã ba đèn xanh đèn đỏ nằm phía dưới kia mà xe đứng tận đây lận này. Đông ơi là đông. Ở đây có cơm gà Hồng Thắng. Nhìn cũng rất là hấp dẫn. Xe đậu trên lề rất là nhiều luôn. Đó. Chứng tỏ là cửa hàng có đông khách của các anh chị.
lâu lâu ghé về Tân Định ban đêm, cũng tranh thủ chia sẻ cho cô bác anh chị một số cái hình ảnh ở Tân Định vào buổi tối. Giống như bên mé tay trái em đây có con đường Nguyễn Văn Mai này. Đó, Nguyễn Văn Mai này cô bác anh chị sẽ cuối đường chúng ta cắt ngang đường Huỳnh Tịnh Của. Huỳnh Tịnh Của. Wow, dòng xe đậu rất là đông các bác anh chị thấy không? Từ ngay cái ngã ba phía trên kia dài cho xuống tới dưới này luôn. Gần những cái ngày càng về gần Noel nó càng như vậy các bác anh chị, cũng như là gần Tết Tây đó, bà con Sài Gòn mình đi chơi nhiều lắm rồi, đi làm về nè, bây giờ mới có 7 giờ tối thôi, để tranh thủ chụp hình check in nhà thờ Tân Định, thành ra là lúc nào cũng đông như vậy. Bây giờ mà nếu các bác anh chị đi qua bên mé cầu Kiệu đi Phú Nhuận á, là bảo đảm kẹt xe rất là nhiều luôn, nó không có như vậy đâu. Rồi đây, khu vực này là ngã ba con đường Trần Quang Khải và đường Hai Bà Trưng của bác anh chị. Ồ, nghe có tiếng trống, trống gì đây? Ai chà, đâm bàn. Con đường bên kia của bác anh chị là Yên Độ năm xưa, dòng xe đang chạy ra đó. Nó là Lý Chính Thắng ngày hôm nay, và chúng ta đi thẳng thì lên cầu Kiệu ngay góc kia. Ở đây là con đường Trần Quang Khải. Đây, ở đây thì có một con đường ngày hôm nay là đường Nguyễn Văn Nguyện, năm xưa nó là Nguyễn Hữu Cảnh này, có mấy anh chị đi vào trong đó thì chúng ta có trường Văn Lan, trường Văn Lan, và những cái con đường như là đường Đặng Chất, Đặng Dung, Trần Khánh Dư đó, rất là nhiều con đường ở phía bên đó. Còn hướng Trần Quang Khải này thì chúng ta sẽ đi xuống cầu Bông. Đứng ngay cái ngã tư này, cô bác anh chị cũng có thể nhìn thấy được rất là nhiều cái kỷ niệm. Xin lỗi cô bác anh chị, đây là cái ngã ba thôi. Cái ngã bên kia Yên Độ là chúng ta không có quẹo vô được. Dạ thì cái vị trí này em cũng xin phép được tạm thời chia tay cô bác anh chị và các bạn ở đây. Trong một cái buổi tối lung linh gần Noel, trời xe lạnh, đưa cô bác anh chị đi tham quan nhà thờ Tân Định và con đường Hai Bà Trưng một chút xíu, để chúng ta có dịp ôn lại những cái kỷ niệm, hoặc là nhìn những cái hình ảnh đèn phố lung linh. Đây cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối tốt lành, một mùa Giáng sinh hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, và cầu chúc cho tất cả cô bác anh chị luôn luôn bình an. Em xin phép được kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Này có cái đám tang ngay vị trí này cho nên là nghe nhạc, nghe trống sập sình.